Thưa quý vị, cảnh sát Hồ Nam đã bắt chủ công trình và 8 người liên quan sau khi tòa nhà 8 tầng đổ sập và khiến cho hàng chục người mắc kẹt cũng như mất tích. Tòa nhà này có rất nhiều cửa hàng và một nhà hàng, một quán cà phê, một khách sạn gia đình và một số căn hộ cho thuê. Một vài chủ hộ cũng đã thay đổi những thiết kế có thể ảnh hưởng đến cấu trúc của tòa nhà và giới chức của thành phố cũng vẫn đang chờ kết luận điều tra nguyên nhân tòa nhà này đã bị sập. Cảnh sát thành phố Trường Sa, thủ phủ tỉnh Hồ Nam ở miền trung của Trung Quốc hôm 1 tháng 5 cho biết, chủ tòa nhà bị bắt với cáo buộc xây dựng trái phép làm thay đổi kết cấu khiến công trình bất ngờ sụp đổ hôm 29 tháng 4. Ba người nữa cũng bị bắt vì tham gia vào khu thiết kế và xây dựng công trình. Năm nghi phạm còn lại là thành viên của một công ty đánh giá công trình tư nhân cảnh sát cáo buộc nhóm người này làm giả báo cáo an toàn thiết kế khi được thuê kiểm tra công trình. Giới chức thành phố Trường Sa cho hay, tính đến ngày 1 tháng 5, vẫn còn ít nhất 18 người bị chôn vùi dưới đống đổ nát và 39 người mất tích sau vụ sập nhà. Vì diện tích khu vực cứu hộ rất nhỏ nên chúng tôi không thể sử dụng máy móc cửa lớn, cần phải tránh tác động lực vì có thể gây thương vong lên người đang bị mắc kẹt. Việc cứu hộ phải được triển khai từng bước. Chúng tôi sẽ không bỏ rơi người gặp nạn, Lực lượng cứu hộ đã huy động 700 người đến hiện trường và nỗ lực tranh thủ 72 giờ vàng sau tai nạn để tìm kiếm nạn nhân. Đến ngày 30 tháng 4, họ đã tìm thấy 5 người sống sót, chưa có trường hợp tử vong nào được công bố.